Xin chào các bạn nha, chào mừng các bạn trở lại với kênh Minh Giàu của mình nha. Thì hôm nay mình leo hẹn và cũng có quay lại clip điêu thuyền để đăng lên cho anh em xem nha. Đó thì chặng này thì mấy bạn không cấm điêu thuyền và mình biết được điêu thuyền anh em ơi. Mùa này thì mình cầm điêu thuyền mình win khá là nhiều. Điêu thuyền Erin leo hẹn rất ngon anh em ạ. Hai con tướng mình cảm giác mình chơi khá là ổn luôn. Đó. Thì hiện tại điêu thuyền đang là top 1 pháp sư nha anh em. Về vừa được thay đổi bộ chiêu thức hồi tại này kia các kiểu thì bắt đầu là quay trở lại meta quá mạnh mẽ anh em ơi, cực kỳ khó chịu luôn nha. Anh em cũng thấy là nội tại là đánh thường được 3 tia rồi, rồi chiêu cuối thay đổi cơ chế chiêu cuối anh em ạ. Cái chiêu cuối này là cái gọi là cái ăn tiền nhất của con điêu thuyền như này đó, nó có thể gọi là kết thúc mục tiêu và cũng như gọi là khép góc luôn này, khép góc rất tốt luôn nha. Nhiều dân đóng bạc đánh thường này mà ba tia nữa nó đem theo đau không nhiều dân gán liền đứng đây nha nè. Mít này kìa. Này nè. Đánh thử. Ai không chạy kìa. Ai tóc biến luôn kìa. Tí xíu là đụng được nó nè mà. Hết mana rồi nè mà. À, bây giờ mình sẽ đứng đây nha nè. Mình farm xong đặt lính này lên được level 4 á. À, không về hả? Không về. Lên được level 4 bắt đầu đi thành thoải mái hơn anh em ạ. Điều thiền tới cuối game là cực kỳ khó chịu luôn nha anh em. Chiêu hồi rất nhanh, sát thương to các kiểu. Đây là Togo. Ngon lành một bạn hỗ trợ anh em ạ. Yêu dân nè anh em, coi mình khép góc con theo con nát nha nè. Để chuẩn bị nè, để đánh vô để khép. Đóng băng luôn kìa em ạ. Phải ít gì thôi về nè, còn nhiều máu nên về chứ. Xu hạ được luôn, và team mình đang dẫn 5-0 luôn rồi, tuyệt vời. Nó thì bây giờ mình sẽ lên cái mặt nạ Vidic nha nè. Ông hầu lên trường bùng nổ đi nè mày. Trường bùng nổ ngon ha. Tại vì team bạn cũng không có con nào hồi máu nhiều nên mình lên trường bùng nổ chứ nha. Mình không lên sách chi hồn nữa. Lên bùng nổ trước xong rồi mặt nạ Vidic sau. Thấy biểu đồ này mình đánh nhiều trận cũng khá là hay. Cảm giác rất là khó chịu mày nè. Farm xong con chim này về nè mày, về thôi, cố gắng di chuyển liên tục để farm nha nè. Farm rồi cuối game là mình là chùm. Hôm nay mình đang leo 2 game sắp xong anh em, vừa game liên quân và cũng như game Pokemon Unite nè. Đây là chuẩn bị khép góc rồi nha anh em. Đó. Em thấy không? Làm sao không đỡ được. Đóng băng chiêu dân này. Đó, cú ghi đù nè anh em. Quá tuyệt vời. Chiêu dân chạy được luôn kìa. Ướt kìa. Rồi xong rồi, đóng băng nè. Đóng băng nè. Ngon lành anh em ơi. Này thấy có chịu không? Cực kỳ khó chịu luôn nha. Ôi, dí cái gì không, ui không tới anh em ạ. Ổn quá, mình làm thật bậy đô gô luôn. Đóng băng siêu việt đô gô mà gặp ghi đu điêu thuyền nó khống chế quá dữ. Về hồi mana này mà.
team mình gọi là không quá mạnh, Our Slayer không quá Light gọi là dồn Tower sát is under thương, attack. nhưng mà cảm giác rất là khó chịu nha. Big Đánh kiểu về lâu dài hay là có Sebaljun nghĩa Thetka. team Feel the mình khó Nadia. chịu hơn. Your team has destroyed the tower. Thì dạ đào cả nhưng mà khép góc anh em không được à, không được à, việc lính nhanh quá, lính vô khép góc đó. Trời ơi, chịu dân người chạy cho nó làm gì không biết. Đây, có những con Togo trong bụi cỏ này. Bây giờ Butterfly này nó chạy đe đe ra, ứng ứng đóng băng lên này nè, nó có giải nè, giải nè, bá đạo nè, bốn cộng bước tới là nhảy 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 tuyệt vời Your tower has been destroyed. Vậy em phá được cái trụ này luôn nha, cho nó không có nơi để nó trốn nữa. À, cái nổ trụ nó rồi nè. Team mình đánh khá đều, phối hợp cũng khá hợp lý. Ăn con rồng mà em. Dạ, mình ăn được con rồng luôn. Vậy mới dữ chứ. Nó lên được mặt nạ rồi. Lên cái mặt nạ ma quái này mà. Lấy xiên giáp nha nè. Tại mình lên gà vậy mà chịu á, chạy dí vô luôn à. Bà chỉ cuối này mà cho nó chạy vô chứ. Này chạy ra cưng. Đợi được lính lên ép nó này mà. Tuy nó xa chút nhưng mà vẫn đợi luôn. Lại ra bắn rồi. Đợi lúc chiêu con điêu thì nó hơi cần cần. Đánh thường cảm giác nó cũng cần mà xài chiêu nó cũng cần. Chỉ chiêu kia nó không được mượt mà lắm. Đến đây, ta sẽ cho ngươi xem cuốn tiểu thuyết mà ta đã là đừng trên cho nhanh này nè mà. Để chuẩn bị khép góc nha. Này nè. Được. Không cản nó về được. À, Togo, Togo. Trời đóng băng đây mình. Vừa đóng băng yêu su miếng này mà. Xíu nữa. Rồi double kill cho yêu su luôn này mà, yêu su xịn nè, chứ không phải gặp yêu su bách phát bách hụt. Những vị tướng cảm giác mà nó cuối game mà nó mạnh và cơ động thì anh em cứ việc biết chơi nha em. Em đừng có sợ nha, sợ không quen tay này kia khi nó cảm giác nó mạnh nó beta. Anh em đánh dạng tầm thường thôi nó cũng gọi là rất ổn. Giống như mình không phải là gọi là ít yêu thiền hay là top yêu thiền gì các kiểu, nhưng mà mình đánh vẫn cứ gọi là ổn đó. Đánh đặt chiêu không phải gọi là hết não quá hay là xài nó không gọi được mượt mà lắm. Bây giờ ơ nó bữa nó bữa nó bữa nó chạy 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 ui không chế nhiều quá lên bản luôn đó. Anh em cứ việc cầm điêu thiền chơi vài trận là quen rồi, có chịu anh em đưa ganh cho nó dễ win luôn được không anh em à? Thì mình không biết có win được hay không đây nè. Rồi Aga vô đập trụ rồi. Butterfly, ui Butterfly nhảy ra đam bóng to, em phục khá là xịn. Phá trụ luôn rồi, phá trụ là win luôn nè. Là thằng vô trụ chính rồi anh em, chắc win rồi.
Ok, cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video thứ hai cho Sinh Live để ký kênh màu nha. Cảm ơn anh em rất nhiều, hẹn anh em ở video tiếp theo nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ơi. Bye bye.